Hơi chào bạn, đây là một cái mã mỏ hàn nông hai mới chuẩn bị bán nhé. Cả máy hàn cộng với chân đế đỡ tổng cộng là 150.000. Và cái máy này nó điều chỉnh được cái nhiệt độ lên đến là 400 độ C. Cái công suất của nó là 60W. Chúng ta đang trải nghiệm rất thực trong quá trình chúng ta hàn các mối thiếc ở một cái vỉ nguồn. Các bạn cần mua hàng nhé, thì các bạn kích vào cái phần link mô tả ở phía dưới, ngay ở phần phía dưới, hoặc các bạn gọi cho mình theo cái số điện thoại đó là 0906010103. Hơn 100.000 một chút, 150.000 mà chúng ta có thể có một cái máy hàn, chúng ta đút vào túi đồ, chúng ta đến nhà khách sửa, thực sự là rất tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cần mua hàng, vui lòng gọi số điện thoại 0906010103.